Ngọc Anh xin kính chào quý vị khán giả thân mến đang theo dõi chương trình Khám phá những vùng đất và con người. Tuần này, chúng ta sẽ cùng đến thăm Bến Tre, một tỉnh miền Tây sông nước được bao quanh bởi 9 con sông lớn thuộc vùng đồng bằng sông Cửu Long. Nơi đây được biết đến như quê hương của những cánh đồng dừa và những sản phẩm làm từ dừa tự nhiên như bánh dừa, kẹo dừa, v.v. Trong những năm tháng đất nước còn khó khăn, người dân Bến Tre nổi tiếng với hình ảnh nón lá che nghiêng, nụ cười chân chất hiền lành, tấm lòng rộng mở, nồng hậu, cùng cuộc sống chan hòa, bình dị. Ngày nay, cuộc sống nơi đây đã cải thiện rất nhiều, nhưng dòng chảy của cuộc sống hiện đại, theo thời gian, đã âm thầm thay đổi cách nghĩ, lối sống, người ta trở nên tất bật hơn, vội vã hơn, vì cơm, áo, gạo, tiền, bon chen, ganh đua, chỉ vì chút lời nhỏ. Đúng khi mà mọi thứ dường như trở nên xấu hơn, thì Pháp Luân Đại Pháp được phổ truyền và đem đến rất nhiều những lợi ích cho người dân quê hương Bến Tre. Cô thấy Pháp Luân Công rất là huyền diệu, cô rất là thích Pháp Luân Công và cô thấy là cô rất may mắn đặt đắc được Pháp này. Mỗi buổi sáng mình ra công viên tập công thì mình cảm thấy tập xong, khi mà tập xong thì thấy thân thể rất là nhẹ nhàng, cảm thấy tinh thần rất là thoải mái để bắt đầu công việc cho ngày hôm đó. Pháp Luân Đại Pháp, còn được gọi là Pháp Luân Công, là một pháp môn tu luyện thiền định, bao gồm 5 bài công pháp và các bài giảng tu luyện tâm tính dựa trên nguyên lý chân, thiện, nhẫn. Pháp môn này lần đầu tiên được giới thiệu ra công chúng vào năm 1992, đến nay đã được 30 năm. Hàng năm, ngày 13 tháng 5 được nhiều quốc gia trên toàn thế giới tôn vinh là ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế Giới. Chúng ta hãy cùng nghe họ chia sẻ về những trải nghiệm cụ thể về pháp môn này. Trước khi cô vô Pháp Luân Công là cô bệnh khớp nặng dữ lắm. Cô đứng ngồi lên ngồi xuống không được, rất là khó khăn. Rồi cô qua tập một thời gian đâu khoảng chừng 3 tháng là cô thấy là cái bệnh khớp của cô là nó biến mất từ nào. Cô cũng không hay nữa, cô đi đứng bình thường. Rồi bây giờ là sức khỏe của cô cải thiện mà không còn cái bệnh gì hết. Cô nói với mấy con cô là con đừng có lo cho sức khỏe mẹ nữa. Có tiền bao nhiêu cũng không có mua được sức khỏe hết trơn á. Trước đây thì bệnh của mình rất là nhiều. Nào là huyết áp cao, nào là tình đình, nào là viêm đa xoang. Thế nhưng thái hóa cuộc sống cổ, thái hóa cuộc sống lưng. Lúc đó là tôi chán dữ lắm. Tại vì lúc nào cũng bệnh hoạn, lúc nào cũng uống một nắm thuốc. Nhưng mà bệnh vẫn là hoàn bệnh. Nhưng từ cái ngày mà tôi vô tập Pháp Luân Công đến nay thì sức khỏe của tôi rất là tốt. Nói chung là năng lượng nó tràn đầy, khỏe lắm. Mình dạy con mình á, mà lúc mà làm bài mà không ngoan hay gì á, bị cô mắng vốn hay gì, mình tức mình la hoài à. Mình la là nó càng bực bội hơn mình hơn nữa. Nó nói sao mẹ sao mà hung dữ quá. Rồi từ từ mình đọc sách mình phải biết dạy dỗ, mình phải đề cao tâm tính hơn nữa. Mình phải dạy nó làm sao nó hiểu được cái đạo lý bên trong đó. Rồi nó mới chịu khó lắng nghe, là lúc đó là tự động, nó biết ngoan hơn, không cần mình phải nhắc nhở nữa. Dạ, bản thân con như hồi đó con chưa tu luyện, con hay nóng nảy với bạn bè, cũng hay không nghe lời mẹ nữa, và cũng hay chơi game. Nhưng mà sau khi tu luyện là con đã cải thiện tâm tính, hòa nhảy với bạn bè và nghe lời mẹ hơn. Không chỉ có một sức khỏe tốt, mà thực hành theo nguyên lý chân, thiện, nhẫn của Pháp Luân Đại Pháp đã giúp các học viên thay đổi tâm tính, buông bỏ được những thói hư tật xấu để trở thành một người tốt hơn, lương thiện và bao dung hơn. Vợ chồng thì trước kia cãi cọ cũng nhiều, nhưng mà bây giờ thì hai vợ chồng đều cảm thấy rằng những cái việc trước kia mình hành xử nó rất là tệ, phát hiện rất rõ ràng. Còn trước kia không phát hiện được đâu, khi chưa tu luyện thì mình cứ nghĩ là trong người thường thì đều phải hơn thua lẫn nhau để mà bon chen mà sống, giữa chồng với vợ cũng đều như vậy cả. Nhưng mà sau khi tu luyện rồi mình nhìn rất rõ,
rất rõ ràng những cái việc mà mình đã làm lỗi với người khác, cho nên hai người cùng nhường nhịn nhau hết. Cái việc sự việc đó bây giờ nó rất là dễ vượt qua, mặc dù cũng còn chút đỉnh nhưng đơn giản lắm, chỉ là nói nhẹ một câu là biết ừ đó, ai cũng hướng nội, ai cũng thấy được cái lỗi bên trong của mình thì đơn giản bỏ qua rất là dễ chịu. Còn trước kia rất là cấu, rất là thậm chí là có khi đánh nhau cũng có. Lúc trước chưa học pháp Luân Công thì những cái tánh nóng mình bộc phát ra, có anh chồm sớm, anh không có hài lòng mình chuyện gì không biết mà anh chửi mình. Nếu hồi xưa mình chưa học pháp Luân Công có thể mình qua mình đánh ảnh, mà bây giờ mình học pháp Luân Công rồi, tánh tình mình đã thay đổi, những cái cuộc ấu đả và những cái cuộc chửi như vậy là không có xảy ra. Về tâm tính thì phải nói là người khác nhận thấy chứ mình cũng thấy có đó. Ví dụ như hồi đó là ở nhà mà bài biện nhiều, cô phải làm nhiều, khách khứa nhiều, cô nhăn dữ lắm, tay chân làm miệng nhăn. Còn giờ thì không có đâu, cô cố gắng làm được hết sức mình rồi. Ông xã mình hồi đó là đi nhậu ghê lắm á, mình nhăn ghê lắm, nhăn. Bây giờ mình ít căng nhăn mà ông cũng lại bớt nhậu. Trước kia mình chưa tu luyện thì trong làm ăn thì mình luôn nghĩ về lợi ích cho bản thân mà mình không có nghĩ cho người khác, và làm ăn rất là gian dối. Khi mình tu luyện rồi thì mình không có nghĩ như vậy nữa, nên mình trước tiên là mình phải làm chân thật và mình nghĩ cho khách hàng. Khi mình hành theo chân thiện nhẫn vào kinh doanh thì công việc của mình làm ăn rất là thuận lợi. Nhân kỷ niệm 30 năm Đại Pháp Hồng Truyền cũng như ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế Giới 13 tháng 5 2022, họ đã nói lên tiếng nói từ đáy lòng mình. Cô nghĩ là cái nguyên lý của Pháp Luân Công là chân thiện nhẫn. Nếu mà được nhiều người mà cùng theo cái nguyên lý này thì xã hội mình tốt biết là bao nhiêu. Đó, một người, hai người cũng đã tốt, mà càng nhiều thì lại càng tốt. Chắc chắn là xã hội mình sẽ là tốt hơn nữa nếu được nhiều người cùng tập Pháp Luân Công. Nhân dịp đây mình xin gửi lời đến riêng người dân Bến Tre và người dân cả nước. Mọi người đừng vì một hiểu lầm nào đó mà để mất cơ duyên để biết đến Pháp Luân Công. Thật sự Pháp Luân Công rất là tốt. Nhân dịp 30 năm Hồng Truyền Đại Pháp, con xin cảm ơn sư phụ và cảm ơn Đại Pháp đã giúp con thay đổi được con người của con, làm được một người tốt và sống thiện lương, biết suy nghĩ cho người khác, bao dung cho người khác. Con xin cảm ơn sư phụ Pháp Luân Đại Pháp Hảo. Bến Tre, đất lành chim đậu, người Bến Tre hồn hậu, chân thành. Pháp Luân Đại Pháp Hồng Truyền đến đây, đó tự như ngọn gió ngọt lành, xóa tan những bất hạnh, đau thương, đem đến hy vọng vào một tương lai tươi sáng cho những con người bình dị, chân chất ở vùng đất này. 30 năm Đại Pháp Hồng Truyền, lúc này cả thế giới đang hân hoan đón mừng kỷ niệm 30 năm Pháp Luân Đại Pháp Hồng Truyền. 30 năm ấy, Đại Pháp đã thay đổi vận mệnh của hàng trăm triệu người khắp nơi trên thế giới. Chân, thiện, nhẫn chính là ánh sáng Phật Pháp, là giá trị phổ quát cần có cho mỗi con người, mỗi dân tộc và quốc gia. Pháp Luân Đại Pháp mở ra cánh cửa hy vọng cho nhân loại trước những thiên tai, nhân họa và những đại nạn đã và đang đến, cũng là hy vọng để cứu vãn đạo đức con người đang trượt xuống mỗi ngày. Nếu bạn chưa gặp, hoặc còn phân vân, hoặc còn nghi ngại, hãy mở lòng. Phật Pháp đang trước mắt bạn, gần hay xa đều là duyên phận.